Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án nhận 1.000 cái token Berry nhé. Đây là cái đồng coin, nó đã có cái ví riêng của nó. Và thường thường những cái đồng coin có ví riêng hoặc những đồng coin sàn là rất tiềm năng, nên mọi người không nên bỏ qua những cái kèo như này. Rồi, để tham gia vào cái dự án này mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo mọi người chọn vào continue này, rồi thực hiện phép tính này nhé. Rồi sau đó là join vào kênh Telegram. Ok, tiếp tục. Rồi quay trở lại. Ở cái mục này nó bảo mọi người hãy download cái ví của nó về ở trên Android và trên iOS nhé, để mọi người download nó về. Rồi bấm chọn cài đặt. Rồi sau khi tải xong thì mọi người bấm vào mở này. Rồi mọi người kéo sang trái hết, gạt hết sang trái và bấm vào. Bấm vào get started nhé. Thì ở đây mọi người đăng nhập bằng Google nhé, hoặc đăng nhập bằng Gmail, bằng email. Mình sẽ chọn đăng nhập bằng Google. Chọn cho phép. Chọn cho phép. Rồi ok. Sau đó bấm vào mục ví này nhá. Rồi chọn create a wallet. Ở đây thì mình sẽ chọn cái tên cho ví. Rồi, sau đó là bấm vào create. Sau đó bạn nhập một mã số để mở khóa cái ví này nhé. Nhập 6 số. Rồi sau khi nhập xong 6 cái số bí mật đấy thì mọi người bấm vào cái mục wallet này, bấm vào wallet address này, cái địa chỉ ví này đó. Sau đó mọi người copy cái địa chỉ ví này, rồi nó quay trở lại bot. Chọn đăng nhé. Rồi tiếp tục chọn đăng. Sau đó là nhập cái địa chỉ ví nó vào đây. Ok. Rồi, tiếp tục chọn đăng. Đó, như vậy là đã thành công nhé. Và cái số token Berry này nó sẽ cập nhật được 6 giờ một lần. Nếu các bạn tuyển rep thì cứ 6 giờ nó sẽ cập nhật một lần cái số token này. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án nhận 1.000 cái đồng token Berry. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.